Xin chào quý vị khán giả của Mua Gì Ở Đâu. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Tết dương lịch vừa đi qua và thị trường lại tiếp tục chuyển động nhanh hơn để đón Tết âm lịch Kỷ Hợi sắp đến. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mà Mua Gì Ở Đâu vừa cập nhật. Mở đầu chương trình hôm nay là một tin vui dành cho quý khán giả tại tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị, mới đây, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã chính thức khai trương siêu thị Co-op Đồng Phú. Đây là Co-op thứ hai tại tỉnh này và là thành viên thứ 109 của chuỗi siêu thị Co-op đang có mặt trên 45 tỉnh thành trong cả nước. Siêu thị Co-op Đồng Phú có vốn đầu tư hơn 96 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 3.000 m2, kinh doanh hơn 30.000 mặt hàng với cơ cấu trên 90% là hàng Việt. Nhân dịp khai trương, siêu thị Co-op Đồng Phú triển khai nhiều chương trình giảm giá lên đến 50% và tặng hàng trăm phần quà hấp dẫn, đặc biệt là chương trình rút thăm trúng thưởng với các giải thưởng giá trị như xe máy, tủ lạnh, TV dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng trở lên. Như chúng tôi cũng đã cam kết rằng là ngoài cái Co-op Bình Phước đầu tiên là thì Co-op Đồng Phú thứ hai thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư thêm ở các cái quận huyện khác khi mà chúng tôi có được cái sự ủng hộ của tỉnh cũng như là chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện. Cùng với hệ thống Co-op cả nước, siêu thị Co-op Đồng Phú sẽ là điểm phân phối các nhóm hàng bình ổn giá, giúp người dân tại địa phương và khu vực lân cận có nơi mua sắm hàng hóa phong phú, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tiếp theo là một thông tin cho những khán giả nào thường xuyên di chuyển đến miền Tây Nam Bộ qua đường cao tốc. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019 vừa qua, trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã chính thức tạm ngừng thu phí. Tại trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhiều cabin đặt ở làn xe ra được bỏ trống, chỉ còn có 1-2 cabin ở làn xe vào có nhân viên ngồi trực. Nhiều thanh chắn barrier cũng được tháo ra để thuận tiện cho xe cộ qua lại. Các thùng phát thẻ được quấn lại và dán giấy thông báo tạm ngưng thu phí. Trong thời gian đầu tạm ngưng thu phí, bên ngoài các cabin trạm thu phí ở làn xe đi vào sẽ có một số nhân viên túc trực đứng ra điều tiết giao thông và thông báo cho tài xế. Sau đây là một số sản phẩm chuẩn bị cho mùa Tết. Thưa quý vị, với đặc điểm cho nhiều hoa, hương thơm ngọt ngào, lâu tàn, nên các loại hoa hồng ngoại nhập được nhiều người ưa chuộng. Trong năm mới Kỷ Hợi 2019, làng hoa Sa Đéc dự kiến sẽ cung ứng hơn 200 giống hồng để phục vụ nhu cầu chân Tết. Thủ phủ hoa Sa Đéc dự kiến sẽ cung cấp hơn 2 triệu chậu hoa với hơn 2.000 chủng loại, trong đó có khoảng 600.000 chậu hoa hồng. Ngoài các loại hoa hồng truyền thống như hồng nhung, hồng phấn, hồng vàng, thì trong năm 2019, nhà vườn tại Sa Đéc tiếp tục mang lại cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn hơn, được nhập trực tiếp từ Thái Lan, Pháp, Mỹ. So với các loại hoa hồng truyền thống, thì hồng ngoại có ưu điểm rất thơm, màu sắc lạ mắt, ra hoa quanh năm và hoa nở từ 10 đến 20 ngày mới tàn. Được biết, những loại hoa hồng leo lâu năm được nhiều người chơi hồng yêu thích có giá lên đến 10 triệu đồng một cây. Bên cạnh đó, trong dịp Tết năm nay, các loại hoa hồng bản địa cũng có xu hướng tăng giá từ 10 đến 20% so với năm trước. Ngoài hoa hồng thì trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, quý khán giả cũng có thể lựa chọn các bức tượng được khắc trên thân cây cảnh do nghệ nhân Trần Quốc Việt thực hiện mà Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu ngay sau đây. Nhiều nhân vật như trồng, phượng, tượng Phật Di Lặc, tượng ông Thần Tài, ông Phúc Lộc Thọ, tượng Quan Âm đã được nghệ nhân thổi hồn vào cây cảnh. Cây được chọn điêu khắc thường là cây khế, phát tài, vú sữa, có tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Khi nhập về xưởng, cây sẽ được xử lý khắc tượng mã vàng hay xử lý tượng trên thân cây. Ngoài ra, cây cũng được sử dụng chất bảo vệ để cây phát triển tốt và tượng không bị hỏng. Để chuẩn bị bán Tết, bình quân 10 ngày sẽ hoàn thành một cây khắc tượng. Khi anh làm là anh đã xử lý hết về cái tượng của anh nằm trong cái phạm vi đó, là nó chỉ giữ cái tượng nằm trong đó. Chứ ngoài ra có còn cái chữ sức sống khác, nó vẫn phát triển bình thường trên một cái cây kiển. Chứ nó không có ảnh hưởng một cái gì hết. Không chỉ đẹp mắt, cây cảnh khắc tượng còn gửi gắm sự may mắn, phát tài, phát lộc cho người chơi kiển. Mỗi cây kiển khắc tượng như thế này có giá dao động từ 5 triệu đến 100 triệu đồng. Tại
Tại Hà Nội, các hoạt động vui chơi sáng tạo nghệ thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật thường xuyên được tổ chức tại nhiều trung tâm bảo trợ xã hội, trường tiểu học ở các thành phố lớn và vùng sâu vùng xa. Bước ra từ các sân chơi này, nhiều tranh vẽ của trẻ khuyết tật đã được chọn để trang trí trên sản phẩm thời trang có tính ứng dụng rất cao. Các em nhỏ sẽ tô màu, vẽ tranh, làm đồ thủ công, thỏa sức sáng tạo nghệ thuật theo ý thích. Sau đó, các tác phẩm sẽ được chọn lọc, thiết kế và dùng làm họa tiết trang trí in trên các loại chất liệu thân thiện với môi trường như vải cô tông, không tẩy, vải hem, vải linen và các loại giấy tái chế. Những thiết kế khá đa dạng, từ sản phẩm thời trang như khăn, váy, áo dài, ví, túi xách cho đến đồ chơi trẻ em hay đồ dùng nhà bếp. Rất nhiều các bạn nhỏ ở Việt Nam và mình cảm thấy nhìn các tác phẩm của bạn mình cảm thấy là rất là yêu đời. Thì tại sao mình không làm một cái gì đó cho các bạn và cho cả bản thân mình? Đến với Toy Hay thì đứa trẻ trong mình được đánh thức, mình cảm thấy mình được vui vẻ, mình cảm thấy mình được yêu đời, mình cảm thấy mọi thứ thật là tươi đẹp. Mình thấy những cái sản phẩm của Toy Hay thì có những cái hình in khá là dễ thương từ tranh vẽ của các bạn nhỏ, và những cái thiết kế của Toy Hay thì cũng khá đặc biệt, tức là nó có nhiều hình dáng khá là thú vị, lạ lạ thì mình muốn mua để sử dụng. Những sản phẩm độc đáo này sẽ được xuất khẩu sang một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Úc và Hàn Quốc. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng để giúp đỡ trẻ khuyết tật có năng khiếu nghệ thuật. Tại Việt Nam, quý khán giả mua gì ở đâu có thể tìm đến hệ thống cửa hàng của Tò He để lựa chọn những sản phẩm trên với giá từ 80 đến 300 ngàn đồng. Đồ sneaker có lẽ không nên bỏ lỡ thông tin này. Thưa quý vị, với tông màu xám và xanh độc đáo, New Balance 999 chắc chắn sẽ làm các fan của mình phải điên đảo trong dịp đầu năm 2019 này. Có lẽ không sai khi nói rằng New Balance luôn rất ưu ái những mẫu giày cổ điển. Điều này đã được thể hiện qua mẫu giày 999 với kiểu phối màu đầy hoài cổ nhưng vẫn mang tính hiện đại và năng động. Phiên bản này được thiết kế theo kiểu dáng giày cổ thấp với sự hòa quyện giữa sắc thái cổ điển của màu xám, một chút xanh da trời nhẹ nhàng kết hợp với viền xanh hải quân kéo dài từ phần mũi đến chính giữa thân giày. Để tăng phần nổi bật, hãng còn sang kẻ thiết kế với viền da màu nâu ở phần gót giày và dưới phần dây buộc với công nghệ Abizoc để giày sẽ mang đến sự thoải mái với bất kỳ hoạt động nào. Còn chần chờ gì nữa mà không sắm ngay một đôi 999 để chào đón năm mới 2019. Hiện sản phẩm đang được bán với giá khoảng 4,3 triệu đồng. Vào những ngày cận Tết thì không khí bắt đầu khô hơn, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Và để giải quyết tình trạng này thì những chiếc mặt nạ chính là giải pháp được xem là an toàn và tối ưu. Bên cạnh mặt nạ trái cây quen thuộc thì quý khán giả cũng có thể tự mình làm nên những chiếc mặt nạ từ các loại hoa. Chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm nha. Các bạn thân mến, thông thường thì chúng ta vẫn hay làm những loại mặt nạ được làm từ mật ong hay là những loại trái cây. Tuy nhiên các bạn có biết không, nếu chúng ta làm những loại mặt nạ từ những loại hoa thì cũng rất là tốt đó. Bởi vì đây là những loại từ tự nhiên nè, sẽ có tác dụng dưỡng ẩm cho làn da, làm sáng da và có tác dụng tẩy tế bào chết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện những phương pháp làm đẹp từ các loại hoa. Trước khi chúng ta đắp mặt nạ thì có một bước cực kỳ quan trọng mà các bạn nên nhớ, đó chính là chúng ta sẽ xông da mặt. Bởi vì khi xông da mặt thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ mở ra nè, giúp tinh chất được thấm sâu hơn. Và sau khi chúng ta đã chuẩn bị một lượng nước nóng khi mà vừa nấu xong thì tốt nhất hãy nên cho vào đây thêm một chút ít cánh hoa hồng đã giã nhuyễn. Ở đây thì Kim Hằng sẽ sử dụng từ 7 đến 8 cánh. Giã nhuyễn nhé. Khi chúng ta cho vào nước xong thì sẽ có tác dụng là làm sạch sâu cái làn da nè. Bên cạnh đó thì những bạn nào mà có làn da nhạy cảm quá đó thì nó cũng sẽ giảm tình trạng bị dị ứng hay là mẩn đỏ. Bây giờ thì chỉ việc là cho những cánh hoa hồng đã giã nhuyễn vào phần nước xong. Và loại mặt nạ đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện đó chính là mặt nạ loại bỏ những cái vết thâm. Nguyên vật liệu thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị bột nghệ, cho vào một muỗng bột nghệ, sữa tươi chúng ta sẽ cho vào 2 muỗng. Tất nhiên nguyên liệu chính của chúng ta sẽ là những cánh hoa hồng đã giã sẵn. Bây giờ Kim Hằng sẽ cho vào một ít bên trong hỗn hợp.
vậy là xong rồi đó các bạn ạ. Sau khi mà chúng ta đã trộn đều hỗn hợp này xong thì sẽ rửa mặt thật sạch nè. Sau đó thì sẽ xông mặt và tiếp tục cho cái lượng hỗn hợp mà chúng ta vừa làm và đắp kỹ lên mặt. Chúng ta sẽ nằm trong khoảng là từ 3 đến 5 phút cho hỗn hợp thấm đều vào da, sau đó sẽ rửa mặt thật kỹ. Với những cái tác dụng như là bột nghệ thì sẽ trị thâm nè, tiếp đến thì sữa tươi sẽ giữ ẩm cho làn da và hoa hồng thì sẽ xoa kích lỗ chân lông. Hy vọng là với công thức này thì những bạn nào mà chúng ta đang bị những cái vết thâm mà do mụn để lại trên mặt á, sẽ thực hiện một tuần chỉ cần 3 lần mà thôi thì sẽ thấy được hiệu quả đáng kể. Vừa rồi thì chúng ta vừa đến với mặt nạ để trị những vết thâm. Ngay bây giờ sẽ đến mặt nạ dành cho những bạn muốn làn da trắng sáng hơn. Rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị bột đậu xanh. Ở đây chị Kim Hằng sẽ cho vào đây một muỗng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng sữa chua. Và các bạn nhớ là sữa chua không đường nhé. Kim Hằng sẽ cho vào 2 muỗng. Và cuối cùng sẽ là những cánh hoa hồng đã được giã nhuyễn. Bước tiếp theo, chỉ việc trộn đều hỗn hợp này lên. Với nguyên vật liệu chính là hoa hồng thì bên cạnh đó thì còn có bột đậu xanh và sữa chua sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng và mịn màng hơn nếu như các bạn chăm sử dụng một tuần từ 2 đến 3 lần. Và các bạn hãy nhớ là khi mà chúng ta đắp lên á, sẽ đợi từ 10 đến 15 phút cho hỗn hợp thấm sâu vào da, sau đó sẽ rửa mặt lại bằng nước sạch. Và các bạn nhớ sẽ sử dụng từ 2 đến 3 lần trong vòng 1 tuần để thấy được hiệu quả trắng sáng làn da của chúng ta. Mong rằng với những cách làm mặt nạ từ hoa vừa rồi sẽ giúp cho chị em phụ nữ có được làn da đẹp để đón Tết. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý khán giả cũng có thể theo dõi Mua Gì Ở Đâu thông qua kênh Facebook và kênh YouTube của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.